được lắp ghép từ rất là nhiều linh vật, ví dụ như là thân rắn, sừng, sừng là sừng hiêu thì phải, sừng hiêu, vảy là vảy cá, vảy hình như là vảy cá chép. Xin chào chị ạ. Hôm nay là một vị Phật nằm trong bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh, và vị Phật hôm nay dành cho người tuổi Thìn và Tỵ, đó là Phổ Hiền Bồ Tát anh chị ạ. Như bài trước chia sẻ thì Hoa Nghiêm Tam Thánh là bộ được dân gian tôn sùng, gồm có ba vị Phật, đó là Văn Thù Bồ Tát người tuổi Mão này, Phổ Hiền Bồ Tát này, Như Lai Đại Nhật hay còn gọi là Thích Ca Mâu Ni đấy. Và trên màn hình anh chị đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền hình tượng là cưỡi con voi trắng, cưỡi một con voi trắng để đá mắt. Đây. Khuôn mặt từ bi hiền lành, tay trái cầm một cành hoa sen, đại diện cho sự thoát tục, sự thanh khiết. Đó, hoa sen thì chúng ta có câu là gật bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và một thời đã được làm quốc hoa của Việt Nam. Chắc chắn là nó phải có những cái đặc tính rất tuyệt vời thì mới được làm quốc hoa của Việt Nam đúng không ạ? Thì đó là hoa sen, một biểu tượng của nhà Phật. Tay phải thì đang đặt trên chú voi rồi, đang cưỡi voi mà. Hình tượng ngồi rất là oai nghiêm nhưng mà khuôn mặt lại rất là hiền lành. Chất liệu đây là đá mã hổ anh chị nhá. Và những người tuổi Thìn, tuổi Thị thì Thìn Tỵ thì thường thường là xem nào. Năm sinh sẽ là 1964 là Giáp Thìn, 1965 thì là Ất Tỵ, 1976 Bính Thìn này, 1977 Đinh Tỵ, 1988 là Mậu Thìn, 2000, 2000 Canh Thìn, 2001 là Tân Tỵ. Đó là một số tục của tuổi Thìn anh chị nhé. Tuổi Thìn và tuổi Tỵ, tuổi Thìn cũng rất là hay. Hình tượng là một con rồng nhưng mà không có thật trong cuộc sống nhân gian, được lắp ghép từ rất là nhiều linh vật, ví dụ như là thân rắn, sừng, sừng là sừng hiêu thì phải, sừng hiêu, vảy là vảy cá, vảy hình như là vảy cá chép à. Đấy, tức là được lắp ráp từ rất là nhiều linh vật mới tạo ra hình một con rồng và xuất hiện rất nhiều trên bộ phim. Nhưng mà có một đặc điểm tôi thấy là rồng ở châu Âu, châu Á thường có một sự khác biệt. Rồi, chúng ta chủ đề hôm nay là đang nói về Phật bản mệnh người tuổi Thìn và Tỵ ạ. Đây, chất liệu đây là agate trắng này anh chị này, đây là thạch anh mắt hổ này, chất liệu ngọc bích này, bích đèn, chất liệu agate rồi chất liệu ngọc bích thì chúng ta nên soi đèn một chút thì sẽ thấy được cái sự trong cũng như là cái đẹp của nó, chỉ cần một chút chút thôi. Phải nói là màu xanh đúng chất ngọc bích luôn anh chị ạ. Đôi khi chúng ta đi biển sẽ có gặp những cái bãi biển nó có màu xanh như này, gọi là xanh biếc, nhưng mà kiểu màu đấy gọi là màu ngọc bích. Đây là agate đỏ anh chị ạ, đỏ. Còn đây là agate trắng này, rất là trong luôn ạ. Cái đèn này tần số ánh sáng nó mạnh quá. Ở đây thì chúng ta có hai loại, sơ qua là có hai loại kích thước, một loại là nhỏ, một loại là to hơn một chút. Nhưng mà tôi thấy là nếu mà đeo ấy, thì nếu mà tính về kích thước thì nam nên đeo phần mặt to, còn nữ nên đeo mặt nhỏ. Đấy là tính về kích thước, nhưng mà chúng ta có thể đeo bất cứ mặt to hoặc mặt nhỏ đều được anh chị ạ. Phổ Hiền cưới voi là Phổ Hiền cưới voi trên các cái chất liệu đá giúp bảo vệ chủ nhân, mang lại sự bình an hạnh phúc, tránh được cái tiểu nhân. Nói chung là vị Phật nào cũng giúp chúng ta những cái điều đó, ít nhất là an lạc và cái những cái sự hạnh phúc nhất định. Và video này dành cho người tuổi Thìn và Tỵ anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị ở video dành cho người tuổi Ngọ, tuổi Ngọ Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ạ.